Còn có lưỡi cày này, quá hệ này, lưỡi cày. 250. Tiền ba ga 250. À, cái này nó cái lưỡi cày này to lắm, của dàn IC70 gì này. Em cũng dàn này bên máy dầu, chắc của máy dầu ấy. Có cái cần này, gạt này. Để đảo này quay lại. Đảo này quay lại này. Có răng 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 đây, thả lên là ăn cái khớp ra. Rồi có cái tay quay này. Tay quay để quay cho cái bộ dưới này chạy lên chạy xuống. Chạy lên chạy xuống đang hoạt động tốt hết nha. Rồi anh em thích lật đất nó có cái này. Đây, phải trái đây. Quay đầu anh em lật đất đây. Lật đất này có hai cỡ nhá. Cái này là đất đổ ra cũng vừa rồi này. Anh em muốn đổ sâu hơn nữa ấy, gạt qua đây thêm nữa. Và cấp của nó sâu hơn. Đấy. Gạt phải gạt trái đây. Quá ngon. Con này có cặp tạ lên nữa nhá. Của cái hãng gì tên Nip. Nip vô Nip gì này. Đấy, em quay này. Rồi nó sáng có cặp tạ rồi. Còn rất là mới đẹp. Mát này. Làm hoạt động tốt hết.